Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback, số tự động bản đủ nhá. Chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback này sang cuối tháng 2 này đang có giá cả như nào, tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chi cụ thể ạ. Sang cuối tháng 2 này nó sẽ tăng cường thêm giảm giá so với cả thời điểm đầu tháng nhá. Còn mình đăng ký kênh của em Thì anh em mới đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe tư giờ của em chuyên về giá xe à Tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok sẽ phép được đi vào chi tiết Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe này đang là 435 triệu Sang à, cuối tháng 2 này thì đại lý Trung em đang bán cho mình giá đang là 412 triệu ạ à. Tức là đang giảm giá cho anh em là 23 triệu tiền mặt ạ à. Tăng cường thêm so với cả thời điểm đầu tháng em nhé Vậy thì chiếc xe Ray 10 số tự động bản hatchback này Nói đội đang là 487 triệu Còn ở tỉnh thì 458 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 467 triệu Và ở thành phố Minh thì là 478 triệu Còn ở Trà Góp thì là 163 triệu Tỉnh thì là 135 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 143 triệu và ở thành phố Bình thì là 154 triệu còn một giá tốt hơn khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option này. đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 3 m tám ạ rộng là một m sáu còn cao là một m năm ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m450 và khoảng sáng gầm xe đó chính là 15,7cm em nhá. Tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài và rộng đấy ạ. Về phần đầu xe của chiếc xe này thì thiết kế nó không phải quá góc cạnh đâu. Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Lối bật về phần đầu xe của có mặt đối cao lăng rất là to bản nhá. Giúp cho chiếc xe cảm giác được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. Và nó có giải led đèn nét ban ngày. Thiết kế trong mặt đối cao lăng rất là nổi bật và rất là tinh tế đấy ạ. Đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen dạng projector nhá. Còn về cụm đèn phía trước ạ, cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen phản xạ đa hướng đấy ạ. Đấy, cho cả đèn cốt lẫn đèn pha ạ. Các tính năng an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ không có cảm biến góc trước đâu ạ, nó cũng không không có camera 360 độ ạ. Đó. Về mặt cản trước của chiếc xe này thì nó thiết kế nó cũng không phải quá góc cạnh đâu ạ. Về sườn xe của chiếc xe này 10 này thiết kế nó dập nổi khá là ít nhé. Đó, nó không phải quá nhiều đâu. Nó thiết kế nó vẫn ăn nhập với tổng thể của chiếc xe. Nó rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Về sườn xe của chiếc xe này thì nó đã bỏ cái phần ốp nhựa rồi đấy ạ. Về phần bánh xe Bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm ạ. Vành nó vành 15 inch ạ. Màu nó là màu bạc trắng kết với màu đen đấy ạ Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống nhé Các tính an toàn thì hệ thống phanh ABS Phân bố được phanh điện tử LD Hỗ trợ phanh cần cấp BA Ngoài ra thì nó có cả cảm biến áp số lốp rồi đấy ạ Dành duy nhất cho bản số tự động thôi nhé Có cảm số lốp ạ Đây, sườn xe thì nó sẽ không có ốp nhựa đâu ạ Nó có phần dọc nổi lên thôi ạ Về phần gương chiếu hậu ạ Gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe Tích nhập trên đấy sẽ là có sinh nhan trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có trình điện, gặp điện, cụm gương tự động, điều chỉnh bốn mắt gương ạ. À. Gương chiếc xe này thì nó sẽ là gương có sấy em nhé. À. Và chân kính của chiếc xe này là chân kính phía trên và chân kính dưới ra dạng nhựa thôi ạ. À. Nó không phải có thanh nhạt và mạ chrome ạ. À. Còn về tay nắm cửa, tay nắm cửa của chiếc xe này là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh đi ạ. À. Còn về giới thiệu cho anh em tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, trần xe ạ. Trần xe của chiếc xe BMW 10 số tự động mà nó này nó sử dụng là trần phẳng nhá. Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Nó cũng không có uh, anten dạng cột mà nó sử dụng anten vậy cột ạ, không phải anten với cá, đèn báo phân trên cao rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe ạ. Đuôi xe của chiếc xe này nó thiết kế nó không phải quá dập nổi đâu nhá, dập nổi quá nhiều đâu ạ. Về phần cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Thiết kế nó khá cơ bản thôi. Về các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó có cam lùi và cảm lùi ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần cản sau này. Cản sau của chiếc xe này thì thiết kế nó rộng nổi khá là nhiều ạ. Về nó sẽ có cả cánh hướng gió phía sau nhé. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô đơn, bô dấu phía, phía trong đấy ạ. Còn cốp chiếc xe này nó sử dụng là bô cốp cơ nhá. Ok, giới thiệu cho anh em về phần uh, nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe 10 số tự động bản hatchback này nó sử dụng không gian nội thất màu đen ạ, giúp cho chiếc xe cảm giác nó sẽ được uh, sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Và đặc biệt rất là sạch sẽ khi anh em có trẻ nhỏ anh em nhá ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế ghế được bọc da chỉnh cơ 6 hướng ạ còn các phiên bản còn lại nó sẽ là bọc lỉ chỉnh cơ 4 hướng nhé đây ghế chiếc xe này thì ngồi rất ôm ghế đấy ạ ngồi rất là thoải mái và êm ái ạ còn đây giới thiệu cho mình về bên uh, ghế phụ này ghế phụ của chiếc xe này thì nó sẽ là có không gian màu đen ấy, có các nút bấm như lên xung kính cho bốn cánh cửa khóa cửa chốt kính ấy, điều chỉnh bốn mặt gương ạ ok giờ sang giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế thứ hai ạ hàng ghế thứ hai của chiếc xe này giống như là ghế đầu tiên nhé ghế ghế da màu đen đấy ạ ngồi thì rất là rộng rãi và thoải mái ạ thích nhập thêm thì chỉ nó sẽ là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai rồi đấy ạ ok em sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho em tiết hơn về bên hàng ghế đầu tiên ạ đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ được bọc da, sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại trình Tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Về thu khí bạn này nó sử dụng là hai thu khí nhá, cho bên ghế lái và bên ghế phụ đấy ạ. Còn bảng gỗ tốc lô, chiếc xe này nó dùng bảng gỗ táo lô LCD 5.3 inch ạ. Màn hình giải trí của chiếc xe này màn hình cảm ứng uh, uh, 8 inch, có kết lối Bluetooth, Kết lối Apple, Apple play và auto Auto ạ. Và ngoài ra thì tích hợp thêm đó chính là có định vị chỉ đường nữa nhá. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay đấy ạ. Đó. Ở phía dưới thì xem nào có cổng sạc điện thoại này, cổng USB này. Bên ghế phụ này, ngồi rất rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Không gian là màu đen ạ. Còn về hộp số, hộp số của chiếc xe này nó sử dụng hộp số tự động 4 cấp nhé cần nó cần số sử dụng cần số thẳng đấy ạ chiếc xe này thì nó không thay đổi về động cơ cũng như là hộp số ạ Đó, sẽ nó sẽ có phanh tay sử dụng bánh cơ rồi đấy ạ bể từ tay trung tâm về phần hộp số chiếc xe này à, về phần động cơ ạ. động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ Kappa 1.2 ạ với công suất cực đại nó đang là 83 mã lực trên cho 6 000 vòng phút ạ còn mô men xoắn cực đại nó đang là 114 Lưu mét trên cho 4.000 vòng phút ạ. Nó ra dẫn đông cầu trước nhá. Chờ được lái nó chờ được điện đấy ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này nó có hệ thống tính an toàn như sau, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LED hỗ trợ phanh cần cấp BA, Cố đối control con ga tự động, hệ thống cảm biến số lốp, cam lùi, cảm biến lùi, cân bằng thử xe, hỗ trợ ngăn dốc, ma hoa động cơ. Túi khí bản này nó sử dụng là hai túi khí nhá, còn về màu sắc xe của chiếc xe này nó có các màu cho lựa chọn như sau như màu trắng mình đang xem, màu đỏ, màu bạc, màu xanh dương, màu vàng cát ạ. Ok, vậy sau này mình đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy sau này xin phép em sẽ dừng dầu đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn mình chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe hai tư giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, xin phép em ra dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa mạng.